Trời ơi, hết hồn hết vía. Bà đang phải viết cái gì hả? Viết gì đâu? Thì bà đang viết cái gì? Con thấy con mới hỏi đó. Vậy ở cái phường của mình á, nó mới gửi thông báo xuống. Nó nói là sắp tới đây có một cái ngày hội thi là văn hay chữ đẹp. Thì ba bây giờ thì ba phải luyện chữ để mà tham gia thi thôi. Chứ đó là vậy đó. Ủa mà ba, con nhớ cái văn hay chữ đẹp chỉ dành cho mấy đứa tiểu học thôi mà. Không, bây giờ người ta có một cái quy định mới, là có nghĩa là tất cả lứa tuổi từ con nít biết viết cho tới những người già chưa từng viết, coi như là gộp thi chung một cái cuộc thi như vậy, rồi nó người ta sẽ phân ra nhiều cái giải thưởng khác nhau, con hiểu không? Đó, chứ đâu có. Nhưng mà con thắc mắc một điều á, già như cỡ tuổi ba trở lên á, tay rung hết là làm gì viết nổi nữa mà thi, đúng không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta rung nhiều á, tay người ta viết người ta cứ bay bướm vậy nè, giống như viết thư pháp vậy đó, thì nó càng rung thì nó càng đẹp, mà càng đẹp thì càng có giải. Thôi đi. Định gạt con đúng không? Con giả bộ vậy thôi chứ định gạt con đúng không? Con nói thiệt cho ba biết nha. Hồi nãy trên cầu thang là con đứng con theo dõi ba. Cái thái độ ba nó lén lút lắm. Viết mà lén lút thì chỉ có viết thư tình. Viết thư tình mày cho ba nha. Ba là có vợ có con rồi, viết thư tình gì đó ở đây. Nó bậy nó bạ không à. Nếu không phải thư tình thì đưa con coi đi. Hả? Con coi đi. Thư tình gì đâu đây? Ba chỉ viết rồi ba tập viết. Rồi vậy con hiểu rồi. Ba mẹ ơi, viết xúc mày xuống. Xuống xuống nướng miệng quá. Nè. Ba cho con coi nha, với điều kiện là con không có được hé miệng bất cứ người nào. Trời không ba. Là ba giết người diệt khẩu đó. Con nói thiệt ba giống như ba nói hồi đó là nhà khác xúc phạm con. Cái này con đâu phải là thằng nhiều chuyện. Không có chọc ghẹo ba đó. Thông tin nhân vật. Ủa? Này là đăng ký chơi chương trình truyền hình mà. Thì đúng rồi đó. Ba tính đăng ký tham gia. Tham gia chương trình gì? Ba thấy trên TV có một cái chương trình rất là hay, Bạn Đường Hợp Ý. Trời ba ơi, con nói thiệt, con là fan hâm mộ của chương trình đó luôn á. Đúng rồi đó, chúng ba. Con nói thiệt, nhưng mà có một cái là con thấy vậy nè, cái chương trình đó chỉ là phù hợp cho thanh niên, những người mà trai tráng khỏe khoắn người ta thi thôi. Chứ ba lớn tuổi rồi, đi xa rồi, chơi mấy trò chơi mạo hiểm nó nguy hiểm lắm, đúng không? Đừng có chơi. Ha, đúng rồi. Ba thấy mấy cái nhân vật ở trong đó nhiều khi hả đi hả lội suối trèo đèo, đúng rồi. Nhiều khi hả bị bò rượt chó rượt chạy thì vậy thì thôi tham gia chương trình khác đi. Mà chương trình này ba thấy còn hợp nữa, là có nghĩa là có con tham gia luôn. Con chơi được luôn hả? Chơi gì? Chơi còn hợp sức. Giỡn hoài. Cái gì đâu mà giỡn, thì cha con mình. Con có muốn lên TV không? Thì cũng muốn, nhưng mà nói thiệt, cái chương trình cha con hợp sức đó con cũng có coi rồi. Đúng là cha với con thi với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà quy định là đứa con đó chỉ là từ 8 tuổi trở xuống thôi. Ủa vậy hả? Trời ơi, con lớn cha bá lửa với ai mà cho con thi. Nghĩ sao? Ủa vậy hả? Ba tưởng là cha con cỡ tuổi nào cũng đi thi mà. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay ba thích lên truyền hình vậy ta? Ý con đó muốn là nổi tiếng gì? Thì đúng rồi. Phải. Con bởi vậy thì cái mày làm con tao mà mày cũng có hiểu gì hết trơn à. Chủ yếu là bà muốn lên tivi là như vậy, là tại vì ba cưới được mẹ con, nói chung là một cái người vợ rất là tốt, có một cái gia đình cả hạnh phúc. Sự may mắn. Đúng rồi, ba muốn lên tivi để chia sẻ với mọi người là gia đình tôi thật là hạnh phúc, là thật là may mắn đó. Chứ ai mà ham hố gì có cái gì. Nói tóm lại, ba muốn lên tivi là ba muốn khoe cái hạnh phúc gia đình của mình, không? Hạnh phúc của ba với mẹ đó, là muốn khoe mẹ coi là người phụ nữ vừa đẹp nết, vừa đẹp người, vừa đảm việc nước, đảm việc nhà luôn á, hiểu không? Trời ơi, sao ba không nói con trước? Ba giao hết trách nhiệm cho con, nó con đăng ký làm sao mà lựa cái chương trình nào mà hợp với ba với má đi. Ba cứ yên tâm, hồi nãy ba vừa nói ra thôi con đã suy nghĩ rồi. Nói thiệt, con thấy á, ba không cần phải tham gia gọi là chương trình gọi là game show đâu. Ba tham gia talk show đi. Talk show là nói á. Nói không hả? Nói không, mình có thể thỏa thích mình nói về bản thân. Được á. Được á. Cái này ba thấy nó được á, tại vì nói là sở trường của ba. Đúng mà. Rồi. Ba biết chương trình gì không? Chương trình gì? Khi phụ nữ mang thai. Đi à. Mày của mày. Giỡn hoài. Con quỷ. Đi cà phê như muốn nói. Nói cùng em câu gì. Đi cà phê như muốn hát. Hạ cửa đi em. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, tụi nó đang chờ chồng bà thay đồ mà lâu quá à. Nên tôi tự tôi làm cà phê tôi uống luôn. Ai đây? Trời.
Nè, nhìn ra không? Nè, nè. Sao nhớ mày mãi mà nãy không có ra nè. Rác nại nè. Rồi nhớ rồi, con thợ mai. Cưng nhận ra là chị thích rồi đó. Nhưng mà cái vụ mà thợ mai là không phải nữa. Cái này thiết kế. Cưng. Dạ dạ. Giờ chị hỏi nè. Chị Cưng. Cưng có chồng chưa? Chưa. Đâu ra. Ủa quên. Trời ơi. Xin lỗi. Trời ơi, có vợ chưa vậy? Trời đất ơi, ta đang vui tự nhiên bà chọt con câu vô nghe buồn ngang vậy bà. Ông Kiệt nào. Ông ra ông coi nè ông Kiệt. Trời tự nhiên tụi tới đây bị chửi gì vậy trời. Rồi. Trời ơi. Trời cái gì mà gớm vậy chồng. Đẹp không? Ghê quá hả? Đâu khó. Nhìn ra cái đám ôm gì hết trơn á. Ăn mặc gì kỳ cục vậy? Cái ông nhà thiết kế xong đời nè, ông thiết kế với anh mà. Ê, cho phép mình đính chính hai vợ chồng được không? Sao? Cái gì sống đời, sống đời gì đây? Người ta là nhà thiết kế sống đời. Sống đời đời kiếp kiếp. Xin lỗi nhà thiết kế sống đời. Sống đời đấy nghe người ta chửi. Đây là thiết kế tâm quý của ổng. Với mà thằng Tú nó nói với anh đó là khi mà mình lên tivi á, mình phải mặc đồ nó quái dị. Mình để mình sa nhập vô cái giới sơ bích. Trời đất ơi. Trời ơi, chồng bây giờ cũng dễ sợ quá. Cũng ham nổi tiếng quá ha. Đi vô sơ bích hả? Ừ. Sơ gì vậy hả? Thì làm cái nghề gì vậy? Thì thằng Tú nó đăng ký với hai vợ chồng mình tham gia cái chương trình gì mà bạn có thực tài không đó. Trời ơi. Trời ơi, ảo tưởng. Cái chương trình nó vợ biết nè, có 2 phút đồng hồ thôi phải bộc lộ tài năng của mình. Ý, bây giờ vợ có tài năng gì mà chồng có tài năng gì nè. Ai nói vợ không có tài năng? Vợ là có tài năng tuyệt phẩm luôn. Có nghĩa là hả, pha cà phê bằng nước lạnh. Cảm ơn. Chồng ha, có tài đó nha. Tại gì? Ăn bún bò bằng 2 cái lỗ mũi. Ông bị sặc. Hai cái cổng bún lần đầu. Ông bị sặc. Nghe nó nghe nè. Có cách nào mà hai đứa cưng nói chuyện với chị chọt vô một câu được không? Hai đứa vô ngồi nói chuyện không hiểu gì chứ. Mời đứa đi. Ê, nè bây giờ nói để cho chọt nè. Chồng muốn tham gia mấy cái game show đó để làm cái gì? Anh muốn tham gia, anh muốn lên để mình khoe cái hạnh phúc của vợ chồng mình. Nói chung là vợ chồng mình á là đặc biệt nhất cái khu phố này. Thôi. Thôi gì? Trời. Mình phải lên tivi chứ. Không mắc cỡ lắm. Trời biết đâu mình nổi tiếng. Lòi ra cái vụ mà vợ hơn chồng tuổi nó mắc cỡ nữa. Không sao. Tôi hơn ông mấy tuổi lần đó. Thì nhìn mà bằng già với sợ già. Có gì đâu, bình thường mà. Quên chị ơi, quên chị em phụ nữ nha, chị quên. Cứ nói cho bị hố liền hả, bực mình à. Thôi, không chịu đâu. Không có tham gia gì hết trơn, còn tùy chồng. Dạ. Chồng muốn làm gì chồng làm đi. Dạ. Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên đi vô rồi cuối cùng thì sao? Ủa? Em? Sao lên thay đồ đi? Sao thôi, người ta sắp tới? Em có chơi mà, em nói em có chơi mà. Chơi cái gì? Đi vô thay đồ đi mà, người ta sắp tới cắt tin rồi. Không, đã nói là em không có chơi gì hết. Trời ơi. Cái đảo. Lan hả? Bà này ngộ à. Đêm qua hí hai hử giờ tự nhiên cái gì dạ chào chú. Dạ à. Con tới đây để ghi hình cô chú. À dạ dạ bên đài truyền hình đúng không? Dạ dạ. Mời ngồi. Hồi hộp lần đầu tiên được lên tivi. Hôm nay là đài truyền hình tới tận đây quay phim luôn hả? Dạ. Dạ hay quá. Thực ra thì lần đầu tiên tôi lên TV tôi không biết nói gì. Thật ra thì muốn chia sẻ hạnh phúc gia đình của thì nói chung là tôi rất may mắn. Vợ tôi thì rất là yêu thương thôi. Chuyện là như vậy thì vợ chồng tôi là vợ chồng mà son, tuy là lớn tuổi rồi nhưng mà yêu thương nhau dữ lắm luôn á. Nhiều lúc vợ tôi thương tôi, thương tôi như là con tôi. Không phải là con mà là giống như là một cái người chồng mà cần phải yêu thương, phải chăm sóc gì đó. Bởi tôi mới nói là sau khi mà lấy nhau rồi thì tôi mới nghiệm ra một điều là vợ chồng á là quan trọng nhất á là phải hợp tính nhau, chia sẻ nhau chứ không phải là cái vấn đề gì hết á. Tuổi tác cũng không quan trọng luôn ha. Ha. Ủa cô quay xong chưa? Quay xong chưa? Đem cái máy lại tôi coi tôi có ăn ảnh không nhỉ? À nãy giờ chú hiểu lầm rồi, nghĩa là tụi con tới đây cũng là để ghi hình nhưng mà không phải để quay chú, là quay vợ chú. Ủa là sao? Có nghĩa là vợ tôi chơi game show của mình vợ tôi hả? Gì vậy? Là sao? Ủa dạ, gì kỳ vậy? Chào tụi con. Dạ chào cô. Cũng như là đã trao đổi trước với nhau rồi đó, là tụi con hôm nay để tới đó, ghi hình của cô. Em? Tại sao em chơi game show mà em cho anh biết vậy? Không có chơi game show. Chị nói không có chơi mà. Vậy thì chứ giờ cô tới cô quay ai? Dạ quay cô. Là như vậy nè.
Cô á thì nằm trong tổ hòa giải của phường. Thời gian vừa qua đó, cô đã khuyên giải thành công các cặp vợ chồng son quay về với nhau. Nên hôm nay tụi con tới đây để ghi hình cô, để nói với cô là có thể chia sẻ những kinh nghiệm hòa giải của cô được không? Đây nè, bây giờ là cháu nó sẽ hỏi em, rồi em trả lời. Thì giờ mình ngồi đây mình nghe em trả lời đi. Dạ được ạ. Cưng rồi vậy giờ cô trả lời. Chó lông xù chỉ mặt vợ tôi vậy. Khùng quá. Dạ, ngồi đây đưa cái tay đi. Dạ. Dạ cô nói đi cô. Thực ra là như vậy. Chưa bao giờ tôi có một cái suy nghĩ là tôi sẽ đi lên truyền hình để mà tôi khuyên ai, khuyên này khuyên nọ khuyên kia. Tại vì mình cũng bao giờ mình nghĩ là mình có cái kinh nghiệm nên làm cái điều như vậy. Nhưng mà nói nào ngay vậy là từ hồi lúc mà tôi có ông xã đó thì tôi mới thấy là mới đầu người này người kia cũng nói về cái chuyện mà kiểu như tuổi tác rồi này kia nọ đó, nhưng mà ông xã tôi không bao giờ mà ổng làm cho tôi bị mặc cảm về cái vấn đề đó. Lúc nào anh cũng giống như một cây tùng cây bách thực sự trong gia đình. Đâm ra tôi thấy tôi quá là hạnh phúc, tôi quá là mãn nguyện, cho nên tôi muốn chia sẻ cái điều đó, cái niềm vui đó với tất cả mọi người, nhất là những chị em phụ nữ mà chưa được vui giống như tôi vậy đó. Dạ. Trả lời vậy được không? Ôi. Chú nói gì đi chú nói đi. Thì giống như vợ tôi nói đó, thì thật ra thì chúng tôi hình như là kiếp trước để dành cho nhau thì phải. Kiếp này chúng tôi mới gặp nhau, yêu thương nhau nè. Vợ tôi hả, thương tôi, chăm sóc tôi, hiểu ý tôi. Cũng giống như là thật sự là tôi quá may mắn khi gặp vợ tôi ở cái tuổi này. Chính vì vậy mà tôi cũng muốn là cái thông điệp vợ chồng tôi á, là đi tới mọi người, là để cho các cặp vợ chồng trẻ là hiểu rằng là cuộc sống á, là phải chia sẻ, phải thông cảm, phải yêu thương lẫn nhau thì cái gia đình á, hạnh phúc nó mới bền vững. Thấy vợ. Ngồi chơi nghe bác Khoan uống chú. Ngồi chơi. Dạ con cảm ơn bác. Công nhận nha. Phải công nhận một điều là mấy người tên Tú còn thật đẹp trai dễ sợ luôn á. Like. Em biết cái bản hợp đồng em này bưng nước nó rất là quan trọng cho em. Mà không có bản hợp đồng này á thì chắc chắn là em sẽ bị sa thải. Công ty của em là bị phá sản đó. Nhưng mà không thể vì bản hợp đồng này á mà chị có thể ép em mà đổi tình lấy bản hợp đồng được đâu chị. Nè cậu kia, nói cho rõ ràng nha. Cái gì mà hả? Vì hợp đồng mà phải cặp kè với nhau là sao? Còn cặp với vợ tôi làm sao? Nói đi. Cái gì vậy? Em bị dở rồi, chị cặp với em hồi nào? Hồi nào? Chị, em biết là em rất đẹp trai. Chị cũng vậy, chị cũng rất là xinh gái. Và chị thông minh nữa. Cảm ơn em. Nhưng mà chị đừng có bắt em làm những cái chuyện mà em không muốn làm. Trời ơi, quá trời, quá đất rồi nhà. Quá trời rồi, ba thấy chưa?